If translation's not your thing, you might want to consider Secret Agent. Seriously. If you've learned a so-called mission-critical language, Arabic, Chinese, Dari, Korean, Pashto, Persian, Russian, or Urdu, then the CIA will eagerly snap you up and hand you $35. $000 per language as a hiring bonus on your first day. Not to mention additional monthly language maintenance bonuses. Every time I've been to an immersion program at Middlebury College, the CIA recruiters are always there in their crisp suits and snappy haircuts, putting on recruitment seminars. They're desperate for multilingual people. If translation's not your thing, you may want to consider Secret Agent. Nếu như mà cái nghề phiên dịch ấy, không có phù hợp với bạn, thì bạn có thể chọn cân nhắc cái nghề mật vụ, giống như mật thám ấy. Seriously, nghiệp tốt đấy. If you learn a so-called mission critical language, nếu như bạn học một số cái ngôn ngữ nghiệp vụ tối quan trọng, ngôn ngữ nghiệp vụ tối quan trọng. Dạ, hello cô Thư Cúc, lâu lắm rồi mới gặp cô. Arabic, Chinese, Dari, Korean, Pashto, Persian, Russian, Urdu, một số cái ngôn ngữ các cái nước như là Ả Rập, Trung Quốc, rồi Triều Tiên, Pashto, Ba Tư, Nga hoặc Urdu. Then the CIA will eagerly snap you up and hand you $35,000 per language. Ghê không? Bạn sẽ được trả khoảng là 35,000 trên một cái ngôn ngữ. And hiring bonus on your first day, not to mention additional monthly language maintenance bonus. Thì ngoài ra thì còn có lương thưởng rồi nè, bonus. Đấy, gọi giống như là cái khoản mà phụ cấp kiêm nhiệm vân vân. Every time I've been to an immersion program at Middlebury College, mỗi một cái lúc mà mỗi lần mà tôi tham dự cái khóa học mà chuyên sâu á ở cái đại học này này, thì CIA recruiters, những cái người tuyển dụng của CIA always there in their crisp suits, mặc đồ này, snap haircut, tóc cái cắt ngắn này, rồi putting on recruitment seminars và đưa cho bạn những cái chương trình tuyển dụng này. They're praised for multilingual people, và họ đặc biệt là họ rất là tuyệt vọng, desperate, và cần đến những cái người mà biết nhiều ngôn ngữ. Cái sách này tác giả đã viết cách đây khoảng 7-8 năm rồi, viết 2014-2015 ấy. Even if you don't change careers, you've potentially increased your salary by 5-20%. Employers are willing to pay more for bilingual employees, even when those employees never need their extra languages to do their work. Employers see language skills as a sign of intelligence and competence, and that puts you, their newly bilingual employee, in higher demand. Even if you don't change careers, you'll potentially increase your salary by 5-20%. Thậm chí nếu bạn không có muốn thay đổi cái nghề nghiệp của mình á, thì bạn có thể là có khả năng tăng 5-20% lương của bạn. Employers are willing to pay more for bilingual employees. Cái người tuyển dụng này sẵn sàng trả nhiều hơn cho những nhân viên mà nó đa ngôn ngữ. Even when those employees never need their extra languages to do their work. Thậm chí khi mà những cái người nhân viên này không có cần phải không cần cái ngôn ngữ mà có thêm đó, gọi là thêm ngôn ngữ, không cần những ngôn ngữ này
để mà làm việc. Employers see language skills as a sign of intelligence and competence. Những cái người tuyển dụng này, cái chủ doanh nghiệp đó, thì thấy rằng cái ngôn kỹ năng ngôn ngữ đó, nó là một cái dấu hiệu của trí tuệ và cái sự competence là năng lực làm việc gọi that push you the newly bilingual employee in higher demand. Điều này giúp cho bạn những cái người mà nhân viên mình đa ngôn ngữ đó, ở một cái giá trị cao hơn, nhu cầu cả một cái nhu cầu và một cái hoặc là một cái đánh giá cao hơn. These employers aren't basing their decisions on appearances. You don't just seem smarter when you know another language, you become smarter. By learning a language, you permanently change structures in your brain. Bilingual brains are measurably different than monolingual brains. Certain brain regions are more developed, and recent studies show that you don't need to be bilingual from birth to show these telltale signs of bilingualism. You just need to learn a language and maintain it. The better you learn it and the longer you maintain it, the more your brain will change. Rồi. Mời cô Thu Cúc đọc nha. Lâu rồi không nghe thấy giọng cô. Cảm ơn cô Thảo. Con cũng nhớ lớp quá. Mà kêu cũng không thăng tiến. Đọc hết đoạn này hả cô Thảo? Dạ. The employees are basing their decision on appearance. You don't just seem smarter when you know another language. You become smarter by learning a language. You permanently change in your brain. Bilingual brands are measurably different than monolingual brands. Certain brand regions are more developed, and recent studies show that you don't need to be bilingual from birth to show the Telltale sign of bilingualism. You just need to learn a language and maintain it. The better you learn it, and the longer you maintain it, the more your brain will change. Những nhà tuyển dụng này cũng không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài khi nghĩ thế. Bạn không chỉ trông có vẻ thông minh hơn khi biết thêm một ngoại ngữ mới. Ngoại ngữ, bạn thực sự trở nên thông minh hơn. Bằng việc học một ngoại ngữ, bạn đã vĩnh viễn thay đổi cấu trúc não bộ của mình. Bộ não của những người biết hai thứ tiếng khác hẳn với bộ não của những người chỉ một thứ tiếng. Có những vùng não nhất định được phát triển hơn hẳn. Và các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng bạn không cần biết hai thứ tiếng từ khi còn bé mới có thể có những dấu hiệu khác biệt về não bộ như thế. Bạn chỉ cần học một ngoại ngữ và duy trì nó. Bạn càng học nó tốt và duy trì càng lâu, não bộ của bạn sẽ thay đổi nhiều. Cô đoạn này hay quá. Dạ, cô xin mời. Cái tiếp, xin mời Lan Vũ. Dạ, con cảm ơn cô. Còn nhóm ba người mình cũng hay quá. Cô Thảo thiệt là kiên trì và chăm sóc mọi người ghê. Dạ. How does this affect you in your daily life? When you learn a language, you permanently improve your memory. You'll be able to memory faster.
and a Z. You will multitask better. Believers, people are better at focusing on just and ignoring distraction. They they better problem solver. Bilingual student best monolingual in standardized test of English, math and science. Điều này có thể ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hàng ngày của bạn? Khi học một ngoại ngữ, bạn vĩnh viễn cải thiện trí nhớ của mình. Bạn sẽ có thể ghi nhớ nhanh và dễ dàng hơn. Bạn có thể làm các tác vụ đa nhiệm tốt hơn. Những người biết hai thứ tiếng thường giỏi tập trung hơn. Họ giỏi sáng tạo hơn, họ giải quyết các vấn đề tốt hơn. Những sinh viên biết hai thứ tiếng đánh bại những người chỉ biết một thứ tiếng trong bài kiểm tra tiêu chuẩn tiếng Anh, toán và khoa học. Dạ, chúng ta là đang là bilingual này. On the advantage, college know as the biggest effort and the research of natural intelligence. Most biggest never join to be biggest. They just happen to grow up in biggest family. The biggest effort is a kind of learning. Intelligence. And by picking up a new language, you get it too. Whether the biggest effort exists, there are lots of research left to do, but cultural research point to the particularly because learning a language much is harder to think. Tất cả những lợi thế này được gọi chung là hiệu ứng song ngữ, không phải là kết quả của trí thông minh tự nhiên, bẩm sinh. Hầu hết những người biết hai thứ tiếng không bao giờ chọn trở thành người biết hai thứ tiếng. Họ chỉ tình cờ lớn lên trong các gia đình nói hai thứ tiếng khác nhau. Hiệu ứng song ngữ là một loại trí thông minh học được. Bằng cách học lấy một ngôn ngữ mới, bạn cũng sẽ có được nó. Tại sao hiệu ứng song ngữ tồn tại? Cần phải thực hiện rất nhiều nghiên cứu nữa mới có câu trả lời đầy đủ. Nhưng các kết quả nghiên cứu hiện tại chỉ ra một nguyên nhân đặc biệt là học một ngôn ngữ mới khiến việc suy nghĩ trở nên khó khăn hơn. Dạ, em mời lại cô Kích ạ. When you learn French, you effectively implant a little Frenchman in your head who never shuts up. Even when you're trying to think in English, he sits in the background, mumbling away in French. There's no off switch. Remember those tip of the tongue moments from chapter 2? Bilinguals get them more frequently than monolinguals, because they have twice as many words to search through. Bilinguals even have a harder time naming simple objects. That's a table, that's a cat. While they usually find the words they're looking for, they take longer to find them, because they're always wrestling with that damn mumbling Frenchman. When you learn French, you effectively implant a little French man in your head who never shuts up. Even when you're trying to think in English, he sits in the background, mumbling away in French. There's no off switch. Remember to tip top.
the dawn moments from chapter 2. Bilingual gets them more frequently than monolingual because they have twice as many words to search through. Bilinguals even have a harder time naming simple objects. That a table, that a cat. Why? They usually find the words they looking for. They take longer to find them because they are way bristling with thought from mumbling Frenchmen. Khi bạn học tiếng Pháp, thực ra bạn đưa anh chàng người Pháp tí hon vào đầu của mình và anh ta không bao giờ chỉ im lặng. Ngay ở khi bạn đang cố gắng để suy nghĩ bằng tiếng Anh, anh chàng đó vẫn sẽ ngồi ở phía sau lầm bầm bằng tiếng Pháp. Không có một công tắc nào cả. Mà còn nhớ những khoảnh khắc cảm giác một từ đang ở trên đầu lưỡi mình từ chữ hai không? Những người nói hai thứ tiếng đó, cái cảm giác đó thường xuyên hơn những người nói một thứ tiếng. Bởi họ phải tìm kiếm trong một lượng từ ngữ nhiều gấp đôi. Những người biết hai thứ tiếng thậm chí còn gặp khó khăn hơn việc đọc đúng nên vật thể đơn giản. Đó là một cái bạn, đó là một con mèo. Dù họ cuối cùng thường vẫn tìm thấy những từ mà mình đang tìm kiếm, họ mất nhiều thời gian hơn để tìm thấy chúng. Bởi luôn vật lộn tên người Pháp. Chết tiệt, suốt ngày lẩm bẩm tiếng Pháp kia. Hổ đoạn này vui hơn. Nestle. Không? On. Dạ, mà cô đọc tiếp vào hả? Dạ đúng rồi, con đang bảo đoạn này không có tiếng mà cô đọc luôn. Dạ. Yeah. Đoạn này vui quá, có à. Sao? Chứ như mình đọc một tiểu thuyết mà tiểu thuyết và chuyện vui vui hay hài vậy đó. Một anh chàng người Pháp cái tiệc là vui. On the surface, this sounds terrible, like a kind of learner staple. But your brain evolves in the process of learning to speak a new language. You necessarily learn to must, and I know your native language. You learn to focus in the fight of constant linguistics. Listen, and as a result, your brain get better. Focusing in general is like walking around with wires attached to your ankles. After a while, your body absorbs. You get stronger, and you forget on about them. Language learning. In the form of strength training for your brain. Bề ngoài, điều này nghe có vẻ khủng khiếp như là chứng tâm thần phân liệt thụ động. Nhưng não bộ của bạn có thể thích nghi. Trong quá trình học tập để nói một ngôn ngữ mới, bạn chắc chắn sẽ học được cách bóp nghẹt và bỏ qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Bạn học cách tập trung, bất chấp việc liên tục làm mất tập trung vì các yếu tố ngôn ngữ. Và nói chung, não bộ của bạn trở nên tập trung hơn. Nó giống như bạn tập luyện đi lại giữa nơi, nhưng khối tạ buộc vào cổ chân của bạn vậy. Sau một thời gian, cơ thể bạn sẽ thích nghi, bạn trở nên mạnh mẽ hơn và quên hết chúng. Học ngoại ngữ là một cách rèn luyện sức mạnh cho não bộ của bạn. Dạ, xin mời
Not only does your brain get stronger, it gets healthier, too. Bilingual brains are more resistant to the wear and tear of age. Studies show a marked delay in the onset of dementia and Alzheimer's disease for bilinguals. On average, elderly bilinguals will show symptoms of dementia 5 years later than monolinguals. And if they've learned more than two languages, then the effects are even stronger. Not only do your brain get stronger, it gets harder to bilinguals. Brain are more resistant to the wear and tear up again. A study show a marked delay in the onset of dementia. Dementia and Alzheimer disease for bilinguals on a vascular elderly bilinguals will show symptoms of the dementia 5 years later than monolinguals, and if they will learn more time to language, then the effects are even stronger. Bộ não của bạn không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, nó còn khỏe mạnh hơn nữa. Những bộ não biết hai thứ tiếng có khả năng chống chịu lại tác hại của tuổi tác tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy có một sự chậm trễ đáng kể trong việc bắt đầu phát triển bệnh mất trí nhớ là bệnh Alzheimer ở những người nói hai thứ tiếng. Tính trung bình, những người già biết hai thứ tiếng sẽ có triệu chứng mất trí nhớ muộn hơn tới 5 năm so với những người có một thứ tiếng. Và nếu họ học được nhiều hơn hai ngôn ngữ thì ảnh hưởng thậm chí sẽ còn mạnh hơn nữa. Beyond all the economic and mental benefits of language learning lies the greatest treasure of all. Language learning is good for your soul. It connects you to new people and a new culture in ways you could never imagine. Italians are different when they're speaking Italian. And German poetry is exquisitely beautiful, but only in German. You get to see different sides of people and cultures, sides which are hidden from the English-speaking world. You even get to see different sides of yourself. Beyond on the economic and mental benefits of language learning like the richest treasure of born, language learning is good for yourself. It connects you to new people and a new culture in way you could never imagine. Italian are different when they speak in Italian, and German poetry is actually beautiful, but only German. You get to see different sides of people and culture, sides which are hidden from the English-speaking world. You even get to see different sides of yourself. Học ngoại ngữ cũng bồi bổ cho tâm hồn bạn. Nó kết nối bạn với những con người mới và một nền văn hóa mới theo những cách bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Những người Ý sẽ khác khi nói tiếng Ý, và Đức sẽ đẹp đến tuyệt vời, nhưng chỉ có trong tiếng Đức mà thôi. Bạn sẽ được nhìn thấy những mặt khác của con người và nền văn hóa, những mặt không thể thấy được khi nhìn từ thế giới nói tiếng Anh. Bạn thậm chí có thể được nhìn thấy những mặt khác của chính mình. I gesture in Italian.
I have to gesture in Italian. When I speak Italian, I yearn to travel and see beautiful things, relax in the sun, and eat delicious food. All on its own, the Italian language fills my mind with happy memories. Because all of my words are connected to the moments in which I learned and used them. Gelato isn't the Italian word for ice cream, it's a six-week, almost religious quest for the best gelato in Italy. It's strawberry gelato in Rome and pistachio gelato in Perugia. It's eating the best coconut gelato you could ever imagine while watching the waves roll into a sunny harbor in the Cinque Terre. My Italian words aren't just the everyday words that I've used all my life. They're a distinct set of memories that I formed with my own hands and brain. In learning that language, I created a new mind and a new personality for myself. That is the dearest gift of language learning. You get to meet a new you. I gesture in Italian. I had to gesture in Italian. When I speak Italian, I hear to travel and see beautiful things, relax in the sun and eat delicious food. On each one, the Italian language fills my mind. With happy memory, because all of my work are connected to the moment in which I learned and used them. Gelato isn't the Italian word for ice cream. It's a six-week almost rigorous wait for the best gelato in Italy. In Italy, Asian strawberry gelato in Rome and pistachio gelato in Perugia. It's between the best corners. Gelato you could ever imagine while watching the wave roll into the sunny harbor in the Cinque Terre. My Italian work and just the everyday work that I use all my life. They are delicious, a memory that I form with my own hand and brain. In learning that language, I risked a new mind and a new personality for myself. That is the delicious gift of language learning. You get to meet a new you. Tôi sử dụng nhiều cử chỉ khi nói tiếng Ý. Tôi buộc phải sử dụng nhiều cử chỉ khi nói tiếng Ý. Khi nói tiếng Ý, tôi khao khát được đi du lịch và ngắm nhìn những điều đẹp đẽ, thư giãn trong ánh mặt trời và thức ăn ngon. Tiếng Ý đã lấp đầy tâm trí tôi với những kỷ niệm hạnh phúc. Bởi tất cả những từ tiếng Ý đều được kết nối với những khoảnh khắc khi tôi học và sử dụng chúng. Gelato không chỉ là kem trong tiếng Ý, nó còn là một chuyến hành trình dài 6 tuần miệt mài, vất vả để tìm ra một cái món gelato ngon nhất ở Ý. Đó là món gelato. Dạ, cô kéo xuống giúp em ạ. Đó là món gelato dâu tây ở Rome và gelato hạt dẻ cười ở Perugia. Đó là việc được ăn món gelato vừa ngon nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra khi đang ngắm nhìn những con sông cuộn vào đến bến cảng tràn ngập nắng vàng tại Cinque Terre. Những người tiếng Ý của tôi không phải chỉ là những từ thường ngày đã được sử dụng từ nhỏ.
Chúng là một bộ những kiến thức riêng biệt mà tôi đã tự tạo ra với hai bàn tay và bộ não của mình. Bằng việc học ngôn ngữ đó, tôi đã tạo ra một tư tưởng và một cá tính mới cho bản thân mình. Đó là món quà quý giá nhất của việc học ngôn ngữ. Bạn được gặp một phiên bản mới chính của mình. Dạ, em mời cô Thảo ạ. And this isn't just my own insanity speaking. I've seen this in all the multilingual people I've met. One of my French teachers was an American woman who had married a Frenchman and moved to Paris. When she spoke French, she was one of the most elegant, intelligent women I have ever met. On the last day of our French program, we finally switched to English. In an instant, that same elegant woman suddenly transformed into a quick-witted, sailor-mouthed party girl from Texas. That's not to say that her French persona was somehow fake. It was just a different side of her personality, and it came to the surface in her French. This isn't just my own insanity speaking, but đây không phải chỉ là ý kiến điên rồ của riêng tôi. I've seen this in all the multilingual people I meet. Tôi đã gặp tất cả những cái điều này ở tất cả những cái người đa ngôn ngữ mà tôi biết. One of my friend teachers was an American woman who had married a French man and moved to Paris. Một trong những giáo viên dạy tiếng Pháp của tôi là một người phụ nữ người Mỹ mà đã kết hôn với một người đàn ông Pháp và đến Paris. When she spoke French, she was one of the most elegant, intelligent women I've ever met. Khi mà cô ấy nói tiếng Pháp, cô ấy là một trong những cái người phụ nữ mà thông minh và lịch lãm, nữ thì gọi từ gì? Dùng từ lịch thiệp à? Thanh lịch elegant, đối với phụ nữ mình sẽ chỉ là thanh lịch, còn là nam thì sẽ gọi là lịch lãm mà tôi từng gặp. On the last day our French program, we finally switched to English. Vào cái ngày cuối cùng của cái khóa học tiếng Pháp ấy, thì chúng tôi đã chuyển sang nói bằng tiếng Anh. In an instant, the same elegant woman suddenly transformed into quick-witted, sailor-mouthed party girl from Texas. Ngay tức khắc, cái người phụ nữ mà thanh lịch đó đột nhiên họ biến đổi, chuyển thành một cái cô gái mà gọi là tiệc tùng á. Ở Tesla của cái tiệc tùng này mà miệng lưỡi thì như là một phù thủy nhanh trí và miệng lưỡi thì như là một phù thủy. That's not to say that her friend personal was somehow fake. It was just a different side of her personality and it came to the surface in her friend. Điều này không phải nói rằng là cái tính cách, cái con người Pháp cô ấy là cái gì đó nó giả tạo, nó chỉ là một cái mặt khác nữa của cái tính cách con người của cô ấy, và nó đến từ cái phương diện của cái tiếng Anh ở tiếng Pháp của cô ấy. At times, a foreign language can feel like a mask. It's a game of make believe. You're playing the role of some French guy, and you're acting out a conversation with some friends. In these moments, you occasionally catch yourself saying things you never would have said in English. You're more open. You speak more freely. After all, it's not really you, it's just a game. At times, a foreign language can feel like a mask. It's a game of making believe. You are playing the role of some French guy and you are acting out conversation with some friends. Đôi khi
cái ngôn ngữ nước ngoài nó giống như là một cái mask, một cái mặt nạ. Nó là cái trò chơi của việc mà tạo ra cái niềm tin. Ở đây dịch là một trò chơi giả vờ, hay quá. Make believe là giả vờ. Nếu mình dịch nghĩa gốc của nó thì tạo ra niềm tin ấy, nhưng mà ở đây dịch nghĩa rộng ra thì nó là một cái giả vờ, game giả vờ. À, bạn đang đóng một cái việc vở kịch của một số cái chàng trai người Pháp. À, và bạn hành động trong cái conversation, cái đối thoại với một số người bạn. In these moments, you occasionally catch yourself saying things you never would have said in English. À, trong những khoảnh khắc này, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy mình ấy, nói một số cái điều mà bạn không bao giờ nói ở trong tiếng Anh. You are more open, và bạn cởi mở hơn. You speak more freely, bạn nói tự do hơn. After all, it's not really you, it's just a game. Và sau tất cả, cái từ after all này mình có thể dịch là sau tất cả, hoặc là xét cho cùng này. Nó không không phải không phải thực sự là bạn, mà nó chỉ là một cái trò chơi thôi. But that's not quite true. It is you. And you can only meet that side of yourself in a foreign language. But that's not quite true. It's you. And you can only meet that side of yourself in a foreign language. Nhưng mà nó cũng không có phải là hoàn toàn đúng. Mà nó thật sự lại là bạn. À, và bạn có thể là chỉ gặp được cái mặt đó, cái gọi là cái giống như là hai mặt đồng xu ấy, thì bạn chỉ gặp được cái mặt đó của cái con người của bạn. À, ở trong cái ngôn ngữ khác mà thôi. À, hình như là hết rồi này. Mình đã kết thúc quyển sách này nha cả nhà. À, mình học xong Ôi, bảy cuối chương thú rồi. vị đó cậu Thảo Dạ. ha. Cuối thú vị quá. Giống như mình là một người đa năng á, người và đa tài, người phong phú vô cùng luôn Cái này là đúng á. nha. Cái này đúng luôn cô Cúc. Khi mà con trải nghiệm cái bài học Dạ. tiếng Anh đó, là khi mình nói tiếng Anh á, nó giúp cho mình nói tiếng Việt, thứ nhất nó chậm hơn, và cái con người của mình nó cũng trở nên nó có cái tư duy hơn trong cái khi mình nói. Hồi xưa mình khác, và khi mà mình học tiếng Anh á, cái tư duy của mình cũng sẽ khác đi, cái con người mình nó cũng sẽ đổi khác đi. Nên mình thấy cái ngôn ngữ nó cũng là một cái tool, là một cái công cụ mà để giúp cho mình cải thiện bản thân mình rất là nhiều. À, mà đặc biệt, Cô cũng thấy vậy đó, dạ thấy rõ ràng. con thấy là cái việc mà nó rèn cho mình cái sự kiên trì ấy, và nó phát triển tư duy cao lắm nha. Tại vì đặc biệt là khi mình đọc sách này mà mình dịch ấy, là cái mọi người cố gắng, mọi người thử dịch đi. Mọi người học là mọi người đọc từng câu chứ đừng đọc cả đoạn. À, mình đọc từng câu xong mình dịch, dịch không được thì nói con kéo xuống dưới. À, tại vì lớp mình thoải mái mà, ít người mà. À, mình tận dụng cái cơ Đó. hội, dạ mình đọc từng câu xong mình dịch, cái từ nào không biết đó thì mình kéo xuống dưới mình đọc nguyên câu ở dưới đó. Tôi thấy Còn cô không với Lan mình Phủ là hạnh quay phúc lên, quá. dạ mình Đó, quay lên ba người. mình dịch, mình từ từ một tí xíu. À, mình không cần phải vội. À, tại vì mình đọc sách Dạ. này là vừa là học kiến thức luôn, và vừa là một cái trải nghiệm của mình mà. Đó, thì là mình học như vậy để cho như con ấy, khi con đọc cùng với mọi người đọc mấy quyển sách xong á, cái khả năng mà ý là những cái từ vựng nó trở nên quen thuộc với mình nha. Nó hay lắm. À, xong mình thấy là cái khả năng dịch của mình nó tốt hơn. À, cái từ ngữ của mình dịch nó mượt hơn. À, Đúng rồi đó. hay, dạ nó hay hơn á. À, rất là cho nên là rất là biết ơn chị Lan Vũ, và cô Cúc, và có như chị Duyên nữa, rồi bạn Phong nữa, những cái thành viên mà thường trực. À, tại vì không có mọi người á thì học mình thì nó rất là chán. À, và có thêm một hai người thôi là cái việc học nó đã khác rồi. Với lại khi mà mình như này là con có record lại á cô Cúc, thôi để Yeah. có cái record lại để cho mọi người, những ai không, thực ra mình nên cho mọi người nghe cái chia sẻ này cũng tốt. Thì cái record này là
vẫn có những người xem nha cô Cúc, có những video đến cũng 20-30 lượt view nữa. Thì tự Ô nhiên vậy nó ạ. bảo dạ, còn có những cái ít ít thì khoảng dưới 10 lượt view thôi, nhưng mà chỉ cần có 1-2 lượt xem là thể hiện rõ ràng là mọi người có quan tâm đến cái bài học rồi, thì tức là mình cũng bằng cách nào đó mình đang 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 đồng hành cùng với mọi người đó, không bằng cách trực tiếp thì bằng cách gián tiếp. Ví dụ như Tôi những thấy cái thú bài đọc vị lắm. dạ của cô Cúc, của chị Lan nè, là thực ra là mình phải nghĩ rộng ra, là mình không phải học chỉ cho mình mà mình đọc mình cần chia sẻ nó cho mọi người, thì rất là tốt. Sao là cô thấy lặp đi lặp lại những từ mình đọc mình nó thấy nó không có dễ, nó khó, nhưng mà mình phải nhớ những đoạn Dạ. sau này, nhiều câu nó thú vị lắm, nhiều câu hay lắm, nhiều câu làm mình thành của người khác cũng cũng cách đó nè, cũng cách đọc, nhưng mà thiệt ra mình đổi mới lắm, mình làm giàu có hơn, phong phú tiếng Việt mình. Của Thảo đúng, tiếng Việt mình nó phong phú hơn khi mình hiểu tiếng tiếng Anh, hiểu những cái mà giống như người ta sống trong một cái vai mới, trong một cái phim mới mà mình được được tham gia vô, mình thành người mới, mình linh hoạt hơn. Cô thấy nhất là trong học thêm Pháp bằng tiếng Anh nữa, cái mình hiểu thấu đáo những cái tuệ cái đồ bằng nó nhạy hơn á, nó sâu sắc hơn, mà nó mà được cái là nó so với bạn bè của cô là cô tôi nhớ không có quên, mấy bạn quên hết trơn, mấy bạn cô quên dữ dội luôn, mà mình vẫn nhớ, mình nhớ nó kỹ hơn á, nhớ những cái điều này kia kỹ hơn. Thế này điều đó là cũng là mình trẻ trung hơn, Dạ mà câu vâng. sau tất cả đúng đó, là mình trẻ trung hơn hẳn, mình linh hoạt hơn. Khi mà với cô Thảo đọc, cô nghe lại, cô tự đọc lại, thấy mình những từ mình chưa biết, chưa đọc bao giờ mà mình cũng đọc được, có 2-3 lần mình quen mình đọc được, cô rất là biết ơn. Thì Linh nè, cô Thảo tạo ra những khoảng thời gian buổi sáng sớm mình được học, mình được đọc viết, thì mình thấy thời gian nó thì đang cần thiết trong một ngày của cô, thời gian nó nạp vô những cái quý báu một ngày mà phải làm, mình cái năng lượng suốt ngày mình tốt lắm, mình nghĩ cái điều đó, những cái năng lượng tích cực mà làm suốt ngày mình tốt, rồi mình chơi với cháu mình cũng xài những cái đó, mình đem những cái như là những nhân vật đó mình xài ra rồi mình nói chuyện bọn nó, là thấy mình thấy vui lắm, và thấy mình linh hoạt lắm cô, linh hoạt lắm. Từ mình diễn một một quý bà quý tộc trong 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 người Pháp, rồi qua ăn kem như hôm nãy nè, cô không hay xài tới cô rồi cô học sketch note, rồi cô cũng vẽ lại những cái hình ảnh đó qua cái hình vẽ của cô, rồi mình tưởng tượng hình vẽ đó trong cái từ ngôn ngữ, trong cái ngữ cảnh, trong cái cảnh đó, cái cảnh là mình đi làm thủy thủ, rồi cảnh mình trong một quán bar, cảnh trong một cái nhà thờ của Ý đó. Nó phong phú lắm. Cô hay viết là nhỏ nhỏ trong một blog đó, bên 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 cô Lương á, thì từ Dạ. từ cái đó ra bài học ra cái blog nó phong phú, từ việc học mình học ngoại ngữ, chứ bình thường mình đâu có hình ảnh đó để mình xài, mình nói ra, hay là mình viết ra trong 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 sổ mình hàng ngày nè, cũng từ những học ngoại ngữ vào buổi sáng này nè, có thêm cái hình ảnh sống động trong trong cái não mình, trong cái hàng ngày mình lắm. Tôi rất là cảm ơn Thảo, mọi người đã giữ giữ mãi những ngọn lửa của khi mà mình học rồi, nó là cả năm trời đó nghe, khi mình học học giãn cách năm ngoái vậy là cả năm trời đó. Nó kết nối nhiều lớp, nhiều lớp lớp, làm thành một người mới mình, càng ngày mình càng năng động hơn, ngày mình càng càng quý thời gian mỗi ngày mình học, từ nó quý báu lắm, bây giờ mình không thể nào mỏ được, từ cái nào cô học về kia cho thấy là nó uổng quá, nó quý lắm. Khi mình trễ 5-3 phút mình thấy mình uổng rồi, thì mình nạp bao nhiêu cái điều hay trong trong buổi sáng vậy đó, cho mình một thành của người khác, nó thông thái hơn, thông minh hơn, và mình thay đổi mình từ cái ngôn ngữ, từ cách cách sử dụng, cách 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 hiểu biết của mình về từ ngôn ngữ đó, nó có thấy nó thiện lắm. Trong ngôn ngữ mà học ngôn ngữ nó để đầy những cái thiện pháp, mình nói theo một cách thiện lành lắm, nó không có những cái điều mà không đúng đâu, những điều toàn là giúp cho mình những cái tốt không, mà những cái thông minh, những năng lượng, những trí nhớ và những cái hình ảnh mới trong trong mà giống như mình đi du lịch đó, được đi du lịch nó hay lắm, kiểu nó lạ đó, một người lớn tuổi đi học nó lạ lắm.
Như Lan Vũ là một người rất là thay đổi, nó người rất thông minh, học rất là nhanh. Có thấy bạn học nhanh ghê. Chị Lan Vũ muốn chia sẻ gì không nè? Chia sẻ Lan Vũ. Tôi thấy nhóm mình hay quá. Ba bà giáo mình tiên trời. Dạ, con ngưỡng mộ của Cúc quá trời luôn á. Tại vì thứ nhất là cô giống như mẹ con nghĩa, tại đã lớn tuổi rồi mà con thấy cô rất là chăm chỉ, rồi rất là tự tin, rất là rất nhiều cái năng lượng, đúng là năng lượng tích cực á. Và cô mang đến một cái cảm giác là thúc đẩy để giúp cho người khác có một cái năng lượng để học học theo. Dạ, biết ơn của Cúc rất là nhiều. Còn cô Thảo thì luôn luôn biết ơn rồi. Tại vì có một cái duyên, dạ, có một cái duyên được có một cái cơ hội gặp cô Thảo. Thực sự là bản thân duyên lớn, dạ, có một duyên lớn là gặp một thầy là một duyên mình có phước á. Dạ. Tại vì bản thân con là một cái người mà từ chối tiếng Anh rất là lâu, có nghĩa là mình kháng cự nó bằng đủ mọi cách. Và đặc biệt là hồi nhỏ con bị nói ngọng, có nghĩa là con nói ngọng, cái lưỡi của con nó con phát âm không có được, nên con cũng không có tự tin để mà mình nói tiếng Anh, nghĩa là nó cũng có nhiều cái yếu tố. Thì khi mà mình học và mình học cái lớp này chung á, thì một cái cảm giác là cô Thảo cho mình một cái sự trải nghiệm rất tự nhiên, có nghĩa là không phán xét, không gì hết, thì cái cảm giác là nó thúc đẩy mình, nó giúp mình là thôi cứ đi đi, cứ đi rồi sẽ tới, không sao hết, sai thì cũng không sao hết. Thì nó mang cho mình cái cảm giác là mình cứ bước, và mình cho phép mình được bước một bước, dù có là đôi khi mình nâng lên rồi mình đặt xuống thôi, không có rời được cái vị trí đó, nhưng mà thực sự là mình cũng đã nâng lên để mình bước ạ. Vì vậy nên là thật sự là không biết nói gì nhiều, cũng chỉ là biết là cứ cố gắng mỗi ngày thôi. Và biết ơn cô Thảo, cô Cúc rất là nhiều, rồi cô Duyên, rồi Phong, đúng là rất là nhiều những cái bạn khác cũng trợ lực cho mình á, để mình có thể có một cái cơ duyên để biết thêm một chút về tiếng Anh ạ. Dạ, cảm ơn cô Thảo rất là nhiều. Dạ. Chắc là em cũng ngưng ạ. Dạ. Nói xong rồi. Cảm ơn chị Lan Vũ, cảm ơn cô Cúc. Bây giờ mình nghỉ một tí xíu rồi sau đó mình vô mình tiếp tục mình đọc sách Đừng có thường phiền não nha.